Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh và mỹ nhân Cbiz bị bạn diễn né cảnh hôn, miệng có mùi là ố dề nhất. Trong các bộ phim Hoa ngữ, cảnh hôn luôn được coi là điểm nhấn quan trọng tạo nên những cao trào cảm xúc cho dàn nhân vật lẫn khán giả. Tuy nhiên, sự thật phía sau những phân đoạn lãng mạn ấy lại chẳng hề ngọt ngào chút nào. Thậm chí, có không ít sao nữ còn bị bạn diễn né tránh không muốn quay cảnh hôn đó. Bạn có muốn biết lý do là gì không? Hãy tìm hiểu nhé! Triệu Lệ Dĩnh từng được coi là một trong những nữ hoàng chemistry của Hoa ngữ, Triệu Lệ Dĩnh cứ đóng cặp với ai là được khán giả ship nhiệt tình vì ngọt như cặp đôi thật. Cô cũng chẳng hề thiếu những cảnh môi chạm môi nồng nàn với dàn nam thần như Hoắc Kiến Hoa, Lâm Canh Tân hay Phùng Thiệu Phong. Thế nhưng, bạn có biết là Triệu Lệ Dĩnh lại là cái tên bị bạn diễn né tránh khi thực hiện cảnh hôn không? Nguyên nhân là mỗi lần bạn diễn đang thăng hoa với cảnh hôn lãng mạn, Triệu Lệ Dĩnh lại phì cười khiến họ tụt mút. Vì thói quen xấu này của Triệu Lệ Dĩnh mà họ phải quay đi quay lại nhiều lần mới có được một phân đoạn mộng mơ hoàn thiện đúng ý của đạo diễn. Đàm Tùng Vận. Đàm Tùng Vận là một trong những cái tên đình đám nhất Hoa ngữ với loạt phim ăn khách như Cẩm Y Chi Hạ hay Hướng Gió Mà Đi. Trong sự nghiệp diễn xuất, cô luôn được ưu ái hợp tác với những nam diễn viên điển trai như Tống Uy Long, Trung Hán Lương hay Vương Khải. Thế nhưng, Đàm Tùng Vận lại chẳng biết trân trọng cơ hội của mình, thường khiến bạn diễn phải kêu trời mỗi lần môi chạm môi. Đàm Tùng Vận thường dễ ngại ngùng và lúng túng khi quay cảnh thân mật với bạn diễn nam. Mỗi lần như thế là cô lại phì cười làm bạn diễn cũng bị xấu hổ e ngại theo. Đó là lý do mà Đàm Tùng Vận khi quay cảnh hôn đều nhắm tịt mắt lại đó. Mã Y Lợi. Mã Y Lợi là cái tên đại diện cho phái thực lực của Hoa ngữ, cũng là bảo chứng cho những tác phẩm chất lượng của màn ảnh nhỏ xứ Trung. Bạn diễn của cô cũng đều là những tài tử chuyên nghiệp có tiếng như Lưu Diệp hay Chu Á Văn. Thế nhưng, dù giỏi nhập vai đến đâu thì họ đều phải chào thua mỗi lần quay cảnh hôn với Mã Y Lợi. Lý do là bởi Mã Y Lợi rất dễ bật cười. Kết quả là ai hợp tác với cô ở phân đoạn này sẽ phải quay đi quay lại rất nhiều lần mới hoàn thành được. Còn theo lý giải của Mã Y Lợi thì hôn những người đồng nghiệp thân thiết khiến cô khó nhập vai, chỉ cần nhìn ánh mắt thâm tình của họ là sẽ thấy buồn cười. Dương Mịch. Gia nhập làng giải trí khi còn nhỏ xíu, Dương Mịch sở hữu gia tài phim ảnh đồ sộ khiến mọi người phải ngưỡng mộ vô cùng. Cũng vì quá dày dặn kinh nghiệm mà Dương Mịch đã luyện được một thói quen, đó là luôn ăn tỏi để tạo mùi thật nồng trước khi thực hiện cảnh hôn với dàn đồng nghiệp. Theo lý giải của Dương Mịch thì đây là cách để cô bảo vệ bản thân, giúp bạn diễn hoàn thành công việc thật nhanh, không bị nhập vai quá sâu. Bởi thế mà bất cứ ai từng nên duyên với Dương Mịch trên phim đều phải kêu trời mỗi lần phải quay cảnh thân mật. Tất cả họ đều coi hôn Dương Mịch đều là công việc cần né tránh và nếu phải làm thì sẽ cố gắng hoàn thành thật nhanh trong một lần quay. Dương Tử. Một sao nữ khác cũng học theo tuyệt chiêu này của Dương Mịch là Dương Tử. Trong khi Dương Mịch thường chỉ ăn tỏi thì Dương Tử lại có sở thích là lựa chọn tất cả những món nặng mùi để thưởng thức trước khi thực hiện cảnh thân mật với bạn diễn, bao gồm cả sầu riêng. Bởi thế mà Đặng Luân, bạn diễn của Dương Tử trong Hương Mật Tựa Khói Xương đã phải than thở liên tục mỗi lần hôn người đẹp này. Đáng tiếc, lời đề nghị của anh và dàn nam thần khác đều bị Dương Tử bỏ ngoài tai. Phải chăng đây là lý do mà Dương Tử chẳng thể nào phim giả tình thật với những chàng soái ca đình đám này nhỉ? Thế mới thấy, cảnh hôn nhìn sơ qua thì tưởng dễ nhưng thực tế với người trong cuộc như sao Hoa ngữ thì đây lại là cảnh khó nhằn. Đó là lý do mà năm sao nữ này rơi vào cảnh bị bạn diễn né tránh, không muốn quay cảnh hôn cùng. Khán giả hy vọng là những chị đẹp này tiết chế bản thân một chút, đừng khiến bạn diễn phải kêu trời nữa nhé. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày thì Điện Ảnh.net là nơi dành cho bạn.